Bài đầu tiên yêu cầu gì? Bài đầu tiên mình được cho một cái mảng đang sống nguyên, và mình phải tìm một cái đoạn con liên tiếp trong cái mảng đấy mà sao cho nó tích của nó là lớn nhất. Thì chẳng hạn như ở đây thì cái đoạn con tích lớn nhất là sẽ 2 3 này, và tích của nó sẽ là 6. Thì mình nhìn qua thì thấy có mấy mấy cách làm, mỗi bạn làm một kiểu khác nhau. Thì bạn này thì làm là tức là với thử tất cả các cặp y y đoạn g, thì mình, nếu mà từ y đến g thì cái tích của nó sẽ là cái cumulative product từ g chia cho cái đoạn cumulative product từ y trở về trước. Thì ở đây mình sẽ tính sẵn cái tích từ đầu cho đến mỗi số y, đúng không? Thì cái kiểu này nó làm giống giống cái kiểu sum, cái kiểu sum sao cho có tổng lớn nhất. Thì làm cái này các bạn sẽ phải cẩn thận rất nhiều là trường hợp edge case. Ví dụ như ở đây nếu mà cái này bằng không thì sao, chuyện xảy ra này. Đấy là một này. Rồi thì thứ nữa là thực ra cái thuật toán này nó cũng không tối ưu, bởi vì ở đây các bạn cái này là sẽ on ở bình. Nếu mà các bạn xem lại cái bài này, nếu mà thay tích này bằng tổng ấy, thì các bạn sẽ thấy là mình chỉ cần nếu với mỗi y hoặc là với mỗi g này, g là cái kết thúc đúng không? Thì mình chỉ cần tìm cái prefix y nào đấy sao cho y nó là min. Thì cái này mình cũng có thể làm cái kiểu tương tự như thế, nó sẽ phải hơi điều chỉnh một chút. Thì cái đấy có thể rút cho nó xuống thành n bình. Rồi thì một cái nữa là không phải xuống n bình mà xuống honor. Một cái nữa là ở đây cái đoạn này thực ra nếu mà bạn làm honor bình như thế này thì các bạn sẽ không cần phải không cần cái mảng này. Nếu mà đã làm honor bình thì ở đây các bạn có thể kiểu như là một cái con đây bắt đầu bằng một trong rồi g di chạy tiếp từ y y đến n, xong rồi mình sẽ thử nhân bạn nhân thêm cái số gì đấy vào, kiểu như vậy, kiểu như thế này. Thì sau đó mình sẽ so sánh với cái này với cái product đấy, kiểu như thế. Thì mình sẽ có thể làm đấy là space mình sẽ xuống con O1 thôi. Thì nói chung là tức là nói chung là cái này còn mình có nhiều cách là tốt hơn, và cái những cái SK thì mình phải cẩn thận bị chia cho không thế nào, hoặc là chia cho số âm thế nào. Cái này chia cho số âm thì khả năng các bạn cũng sẽ sai, nên các bạn phải cẩn thận cái đấy. Để xem tiếp cái lời giải này một chút, thì cái lời giải này nó cũng sẽ dính cái trường hợp chia số không nhé. Cái ý tưởng của bạn này nó là tính cái product này nó là tích của từ đầu cho đến cái số right với cái right từ 0 cho đến n-1, và sau đó nếu mà nó âm thì mình cứ vứt vứt cái đoạn prefix đầu đi cho đến khi nào mà nó dương, đúng không? Thì nói chung là cái này mình nghĩ là có thể cho nó làm cho sửa cho nó work được, nhưng mà phải cẩn thận những cái trường hợp ở đây, cái này nó có thể là không này, để phải cẩn thận đó. Thì rồi bạn tiếp theo thì làm cái này, cái cách của bạn ấy thì nó là tức là mình sẽ có cũng giống như cái cách cái lời giải đầu tiên này, mình cũng tính cái tích từ đầu cho đến một số y nào đấy, nhưng mà sau đấy mình sẽ xét nếu mà cái số đấy, số y đấy nó bằng không, thì tích mà bất cứ cái nào mà chiều số đấy ra nó bằng không rồi, cho nên là mình có thể bỏ qua cái đấy, mình chỉ là xét mark nó với không rồi mình bỏ qua đấy và coi như mình bắt đầu lại từ đầu. Và còn nếu mà nó dương thì chắc chắn là cái đấy là mắc rồi, cái đấy tích từ đầu cho đến cái đấy mà dương thì nó là mắc luôn. Còn nếu mà nó là âm ấy, thì mình phải chia cho một cái số âm nào đấy mà nó mình phải chia cho số âm nào đấy mà nó gần không nhất, đúng không? Thì nó phải âm và nó lớn nhất. Thì ở đây bạn làm như vậy thì mình nhìn qua cái này thì coi có vẻ code này là đúng rồi, thì nó cũng là một cái ý tưởng tương tương đối là ok.
Còn code này thì mình chưa xem, lúc nãy bạn An mới gửi để xem thử. 5 set là một tập này. Với mỗi số 5 ở trong cái mảng array, add nó vào trong 5 set. Ok. Với mỗi ở trong cái đầu, nếu 5 trừ 1 không ở trong 5 set. Tại sao thế nhỉ? Chưa chưa hiểu đoạn này lắm. Current product là một, sau đó di từ y trở đi. Nếu cái này 5 set thì current product nhân bằng array y. Đây là y hay z nhỉ? Đây là y hay z đây. Break. Thì nhìn qua thì mình thấy có cái này có vẻ là giống kiểu on ở bình của cái bạn đầu tiên. Nhưng mình chưa hiểu cái mục đích của cái năm set. Thứ nhất là chưa hiểu mục đích của năm set này là gì, tại sao phải kiểm tra. Này, cái này thuộc năm set hay không? Năm set này nó chứa tất cả các số trong cái mảng đầu tiên đúng không? À, Thì cái đó chắc là cái liên tiếp ha. Tức là em chắc là coi thử là nếu như mà cái số nhỏ hơn nó một đơn vị á mà không có năm năm set á thì nó là bắt đầu của một cái chuỗi liên tiếp. Dạ, ý tưởng là như vậy. Ok. Nhưng mà tại sao nó phải là chuỗi liên tiếp nhỉ? À, tại em đọc cái đề bài nó có chữ liên tiếp á. À, liên tiếp ở đây tức là liên tiếp cái vị trí ở trong nó là liên tiếp thôi, thì như hiện nhầm đề bài rồi. Chứ không phải vị trí của nó trong cái mảng này là liên tiếp, chứ không phải là giá trị của nó là liên tiếp. À dạ. Ok, thì có vẻ hiểu nhầm đề bài, cho nên là thôi mình bỏ qua cái này. Thì nói chung mình thấy là có vẻ ý tưởng như kiểu này là ok, hoặc ý tưởng này ok, nhưng mà sẽ phải chỉnh lại cái SK một tí. Bây giờ mình sẽ chữa theo cái kiểu của mình. Thì ý tưởng của mình thì nó là gì, nó là cũng mình sẽ thử lần lượt cái y từ đầu cho đến cuối. Y từ đầu cho đến cuối mình sẽ tìm xem là cái tích lớn nhất mà nó kết thúc ở y là bao nhiêu. Thì cũng giống cho nó không giống bạn kia lắm, nhưng mà nó cũng là mình sẽ với mỗi y này, y mình sẽ đi từ 0 cho đến n trừ 1. Mình sẽ tìm xem cái tích lớn nhất mà nó kết thúc ở y là bao nhiêu. Thì khả năng thứ nhất thì nó sẽ chỉ có số 5 y thôi đúng không? Đấy là khả năng thứ nhất. Khả năng thứ hai là nó sẽ phải nối đến cái tích của trước đấy của y trừ 1 đúng không? Thì nếu mà cái số 5 y này nó là số dương thì mình sẽ nối, thì cái max nhất trước đó mình nhân với cái này thì nó sẽ ra cái max tiếp theo đúng không? Còn nếu nó là số âm thì mình sẽ nhân nó với cái min của cái trước thì nó sẽ ra cái tiếp theo, bởi vì đổi dấu mà. Thế cho nên là mình sẽ cần hai cái thông tin, đấy là cái min cho đến hiện tại và cái max cho đến hiện tại, và sau đó mình sẽ nhân nó với cái y thì mình sẽ cập nhật được cái min max đấy. Thì cụ thể nó sẽ như thế này, thì bây giờ mình sẽ viết về xem cộng nhé. Thì cái hàm này trả về y đúng không, ngày nhận là một cái mạng. Thì bây giờ mình sẽ phải tạo ban đầu giả sử như cứ coi như là chỉ có một số thôi, thì sẽ có khởi tạo kết quả tốt nhất hiện tại là 5 không. Sẽ khởi tạo cái tích nhỏ nhất hiện tại nó là 5 không, và tích lớn nhất hiện tại nó cũng là 5 không. Sau đó thì mình sẽ đi từ 1 cho đến cuối. Nếu mà cái này nó bé hơn không thì mình thì cái min thì mình nó sẽ nhân với cái này thì nó sẽ max, và max nhân với cái này sẽ thành min đúng không? Thì mình sẽ ở đây thì mình sẽ swap nó. Thì mình sẽ swap cái này, và bây giờ sau đó thì mình sẽ cập nhật cái min này và max này. Cái đấy cơ min hiện tại nhân với cái này để nối tiếp.
hoặc là nó có thể chỉ sẽ chỉ là cái này thôi. Và cái mắt hiện tại thì mỗi cập nhật như thế. Rồi. Tí nữa và sau đấy thì lại cập nhật cái kết quả. Cái kết quả của mình thì mình chỉ cần so nó với cái max hiện tại. Và sau đấy đi đến cuối thì mình sẽ trả về kết quả vậy thôi. Thì bây giờ chẳng hạn mình chạy bằng tay cái test này đi. Thì ban đầu phải tạo rest của mình nó là một. Sau đấy là current min của mình nó cũng là một và current max của mình cũng là một. Sau đấy thì đi tiếp với y-1, y-1 thì nó là số âm đúng không? Thì mình sẽ swap hai cái này thì nó vẫn là một thôi, thì cứ kệ nó như thế. Sau đấy thì mình sẽ cập nhật current min và current max. Thì current min của mình bây giờ sẽ là một nhân với âm một thì nó là âm một, và current max của mình cũng một nhân với âm một thì nó cũng là âm một, và cập nhật cái kết quả thì nó mình lấy max của nó thì nó vẫn là một. Sau đấy với y bằng hai, y bằng hai thì mình sẽ có số 2. Số 2 này là số dương cho nên mình không soát, min nó vẫn là min và max nó vẫn là max. Và min nó và bây giờ thì mình sẽ nhân nó vào, thì cái này nó sẽ là mình sẽ nhân trừ một này với hai thì sẽ được trừ hai, thì mình lấy max của nó với cái số hiện tại. Mình sẽ phải lấy max của nó với cái số hiện tại. Hiện số hiện tại thì nó là hai cho nên là current min của nó là hai, và anh nhập current min của nó là âm một và current max của nó sẽ là hai, và mình sẽ cập nhật kết quả với current max nó cũng là hai. Với tất cả với y bằng ba thì số mình hiện tại là ba, thì ba dương thì mình không swap này, mình nhân current min ở đây phải là âm 2 chứ đúng không? Âm 2, sorry. Mình phải nhân current min hiện tại là âm 2 với cái 3 là thì sẽ được âm 6, và mình lấy min thì sẽ là âm 6. Mình phải nhân cái 2 hiện tại này với max, hiện tại là max là 2 nhân với cái số 3 kia là 6, và mình lấy max thì nó là 6. Và mình cập nhật nó với kết quả thì là 6, thì cuối cùng mình thu được kết quả tốt nhất là 6. Như thế. Đó thì bài này nó chỉ như vậy thôi, thì tức là trong lúc cái quá trình đấy thì mình phải lấy cái lưu cái current min và current max, và mình sẽ cập nhật cái current min current max này. Cái trường hợp đặc biệt đấy là khi mà nó bé hơn không thì phải swap nó, còn những khi mà nó lớn mà không thì mình cứ giữ nguyên nó và nhân nó vào thôi. Ok thì đấy là cái bài đầu tiên, mọi người ok với bài này chưa? Tại tại sao mình phải swap vậy anh? Mình phải swap bởi vì khi mà mình nhân với số âm ấy thì cái min nó sẽ biến biến thành max, và max nó sẽ biến thành min đúng không? Thì ví dụ như cái lúc nãy bây giờ chẳng hạn như mình đang có current min là âm 1, current max là 2, và bây giờ mình gặp số âm 1, thì nếu mà mình ghép cái âm 1 này với 1 này thì nó sẽ biến thành 1 nhân với cái này, rồi 2 với âm 1 này thì nó biến thành âm 2, thì cái này bây giờ nó phải cập nhật cho min và cái này nó phải cập nhật cho max, nên mình phải swap nó lại với nhau vậy thôi. À ok, giải thêm thử một test case có số 0 nhé. Bây giờ với test case số 0 thì nó đơn giản, nó chỉ là cái đoạn này nó sẽ so sánh nó với số 0 thôi. Thì bây giờ chẳng hạn như cái test của mình nó như thế nào nhỉ? Bây giờ âm số âm này, âm 1, 2, 3, sau đó 0, rồi 4, 5 gì đấy, kiểu như thế thì ban đầu của mình, kết quả của mình khởi tạo nó là âm 1 này, current min là âm 1 và max của nó cũng là âm 1. Sau đấy thì mình sẽ đi đến số 2, 2 thì dương thì mình không cần swap, thì mình sẽ cập nhật cái current min là âm 1 nhân với 2. Thì sẽ là âm 2. Current max thì âm 1 nhân 2 là âm 2, nhưng mình sẽ lấy max của nó với cái 5 hiện tại, nó sẽ là 2. Kết quả thì mình sẽ lấy max của cái rest, kết quả hiện tại với cái max này thì nó sẽ là 2. Tiếp theo số 3 thì mình lại nhân nhân nó vào, thì đây nó sẽ thành âm 6.
Và bây giờ cái này nó sẽ thành 23 là 6. Và mình cập nhật kết quả là 6. Sau đấy mình gặp số 0. Gặp số 0 thì bây giờ cũng mình cũng không soát, mình cũng cứ nhân thôi. Âm 6 nhân 0 là 0. Âm 6 nhân 0 là 0, nhưng mà mình sẽ lấy min. Cho nên hiện tại của nó vẫn sẽ là âm âm 6. Sau đấy thì bây giờ 6 này nhân với 0. 6 này nhân với 0 thì sẽ được 0. Và mình sẽ lấy max của nó. Lấy max của nó với 0 thì nó vẫn là 0. Sau đấy thì kết quả của mình thì nó vẫn là 6. Tiếp theo. Bây giờ gặp số 4. 4 này bây giờ nhân với âm 6 thì sẽ được âm 24. Âm 24 đúng không? Còn cái không, đúng rồi, nhầm nhầm, sorry. 4 này mình nhân với 0 thì nó vẫn là 0. 4 này nhân với 0 thì nó vẫn là 0. Cho nên mình sẽ lấy max của 0 này với cái 4 này. Đúng không? Mình lấy max của nó với 5 y hiện tại thì nó bây giờ nó sẽ reset về 4. Và bây giờ cái rest của mình cũng cập nhật 6 với max của 6 với 4 thì nó vẫn là 6. Rồi, tiếp theo là 5. 5 này bây giờ mình lấy 5 này nhân với âm 24 thì âm 120. Âm 120 này, nếu mà bây giờ mình 5 nhân 4 này bằng 20. Đúng không? Thì mình sau đó mình cập nhật kết quả thì nó 20. Thì đến hiện tại thì nó vẫn đúng là 20. Nếu bây giờ mình có thêm một số âm nữa thì sao? Nếu bây giờ mình có thêm một số âm nữa là âm 1. Âm 1 này thì mình sẽ phải swap cái current min và current max này. Thì bây giờ đầu tiên là swap swap thì nó sẽ thành vẫn là đây vẫn là 20, cái 20 ở đây, cái âm 1 20 ở đây đúng không? Sau đấy thì mình sẽ nhân cái này vào thì âm 1 nhân với 20. Nhân 1 âm 1 nhân với 20 thì là âm 20. Thì mình cập nhật nó với cái hiện tại thì nó sẽ là âm 20. Âm 1 này, âm 1 này nhân với từ từ âm 1 này nhân với âm 120 này thì âm 120. Từ hình như cái đoạn reset này hình như có gì đó không đúng. Từ từ mình phải xem lại cái đoạn reset này, thêm số 4 này. Current min bằng min của current min nhân 5 y đúng không? À đúng rồi, nó bằng 0. Đúng rồi, cái này nó phải bằng 0. Vậy mình nhầm, ở đây nó bằng phải bằng 0. Đấy, 0 thì sau đó thì đến tiếp theo nhân với những cái này sau này mình phải đoạn này mình sửa lại. Ok. Đây đúng không? Cái này sai này. Từ từ nha. Không, không nhân với 4 là 0 và mình lấy min thì nó vẫn là 0. Sau đấy tiếp tục như thế nó vẫn là 0 đây. Sau đấy tiếp theo đến đây thì mình swap thì 20 nó xuống đây. 20 ở đây và 0 ở đây. Sau đó nhân với âm 1 thì cái này nó sẽ thành âm 20. Và âm 20 và cái này nó là 0 thì cái rest này nó vẫn là 20 thì nó vẫn là cái đúng, nó vẫn là cái này. Đấy, lỗi mình nhầm cái đoạn chạy tay này. Đấy. Thì đó thì như vậy là với số 0 này thì nó sẽ reset cả cái min với max này với 0. Thì nó cũng giống như lúc nãy cái đoạn mà đây trong cái cách bạn này làm. Thì lúc mà bằng 0 thì mình cũng phải reset cái
cái min bài này thì mình là cái tìm cái số âm lớn nhất để mình chia đi, thì nó cũng tương tự như vậy, thì gặp cái nó cũng phải reset lại nó, thì cái này nó cũng tự khi mà mình lấy mask này thì tự động nó cũng reset như vậy đó. Thì ok, thì đấy là cái cách làm bài đầu tiên này. Các bạn có câu hỏi gì với bài này không? Rồi, nếu không có hỏi gì nữa thì mình đi sang bài thứ hai nhé.